chào anh em <laughs> thôi ngủ dậy <laughs> sáng này mới ngủ dậy à, có đọc sơ qua mấy cái comment bên youtube á nói làm cái clip này nói các anh em với mấy mấy thằng cộng đồng mấy thằng mà mấy thằng anh cây pha nó nó ngu nó nói rồi nghe luôn nhắc lại thứ nhất cái kèo tay rb á kèo tay á là ở bên channel marine là đánh bên bên ít đánh bên bên ít chứ không có kêu cửa bay đánh bên sàn bay nền hay đánh ở đâu á cho nên bên biên ít á nó hạn chế volume nó chỉ cho là 500 đô bạn muốn đánh nhiều hơn cũng không được nó cho bạn 500 đô mắc maximum ít 10 maximum ít 10 cho nên nếu dù cho bạn không đặt SL bạn cũng chỉ cháy 500 thôi Ok chưa thì bên tay RB vừa rồi là chúng ta bị dính hai lần ba lần SL maximum coi luôn trong trong trên một đơn coi luôn nhắc các bạn. Và chúng ta chơi chúng ta luôn đặt SL là 50% lệnh. Bởi vì khi mà các bạn không đặt 50% nó mà âm hơn 50 các bạn muốn hòa vốn các bạn phải x2 tài khoản. Hiểu không ạ? À? Các bạn hòa vốn các bạn x2 ví dụ các bạn đặt 500. Các bạn mà đặt SL nó, nó nó cắn các bạn, nó cắn các bạn 50% là bạn còn 250. Là bạn còn 250 bạn muốn đánh lên 500 là bạn phải x2 thì mới được hòa vốn. Đó là lý do tại sao tôi nói là phải SL50 là tối thiểu. Tại vì khi mà bạn đánh X2 Thì thị trường Marine nó rất là nó không có khó. Nhưng mà vượt hơn X2 thì nó rất là cực. Ví dụ 500 đô mà bạn không đã SL50%, bạn bị cháy 300, bạn chỉ còn 200 đô thôi. Thì 200 đô mà để đánh lên lãi 300 để được thành 500 đô gốc thì bạn phải đánh 150%. Thì cái này nói bên cộng đồng nói nói nhiều lắm rồi. Rồi, ok chưa? Rồi những cái thằng mà vừa rồi nó nói cháy á, nó nó cháy á nó nó cháy nát tài khoản á là lội ra thêm cái ngu thứ hai nữa bên channel marine là cho kèo đánh pin ít chứ nếu có cho kèo cậu bay đánh bên bên bay nền cậu bay cầu ngầm vô trong đó cậu bay hóng kèo cậu bay cầu ngầm cậu bay lấy kèo ricky trading kèo người ta phân tích và dựa trên sàn binh ít cậu bay nhảy vô cậu bay lấy cái kèo đó cậu bay đi đánh bay nền xong cậu bay cháy cậu bay đi khóc thì cậu bay ngu hay ai ngu còn nói ra nữa cái thằng nào là thằng ngu ở đây anh em cộng đồng anh em trả lời thử đi các bạn comment comment ở clip này giúp tôi trả lời một cái công tâm thử vậy thằng nào là thằng ngu các bạn Cháy xong đi khóc đi 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 khóc đi thằng thiên hại thằng nào là thằng ngu Cái thứ nhất Cái thứ hai Member ở bên học viên á Member bên học viên á Là có một có hai bạn Một bạn á Là ở clip trước tôi nói rồi Là tiêu cực xô kẹo cho đã xong bm em chín học viên đi vô cái lớp 300 đô của nó đi ăn thịt chín anh em trong nhà tôi phải kích một con mẹ rita đó con mẹ Trương bích thủy á có chưa xử tới mẹ Trương bích thủy á dùng cái nick đó đi xe đi xe ra mà xe á, mà cộng đồng á đâu có đâu có ít người người ta yêu mến cái chuyện đó người ta chụp hình có gửi cho tôi ông nội phú cũng vậy nữa tiễn lên đường hết rồi <laughs> Thì lên đường hết rồi Đó Cái chụp hình có gửi cho tôi Thậm chí bên cộng đồng họ sẵn sàng họ bỏ ra 3 triệu 5 triệu Để họ giúp tôi Đi tìm con sâu đó Clear ra thôi Cho nên những cái người có kích đều, đều có lý do hợp lý đó Ok chưa Rồi tiếp Nói tiếp ở bên channel Marine á vừa đã có một số bạn mấy thằng mà mấy thằng mà mà cái ăn cất ở đó, hoặc là mấy thằng mà nó ngu dốt á nó đợi bên channel có một số cái kèo mà xịt ăn SL cái nó lợi dụng cái đó nó nói Vậy có hỏi ngược lại đi tìm cái kênh nào á mà nó luôn có lệnh xanh á không có lệnh đỏ đi kiệt, đi tìm đi cái chúng ta cái chúng ta làm được á, trên thị trường này á là chúng ta tìm cái kênh nào cái nơi nào mà nó có tỷ lệ lệnh xanh nhiều hơn lệnh đỏ vốn không có một cái thằng admin nào hay là một thằng kheo eo nào mà có tỷ lệ lệnh xanh lệnh luôn xanh hoặc là luôn đỏ phải hiểu cái đó cái đó cái đám cộng đồng nó còn hiểu mà cô vay không hiểu cô vay ngu đúng còn mẹ gì nữa và mấy thằng này nó nhắn nó comment như vậy nó lộ rõ cái bản chất thứ nhất là ngu cái thứ hai là bản chất nó nó cố tình nó phá hoại nó chả có mẹ gì cả ở bên channel marine coi lại từ ngày 11 mà chạy chương trình đến bây giờ kèo bên trên đồ ở đây bao nhiêu anh em ở trên đồ cô nhờ các bạn comment xuống giúp tôi những bạn đã đánh từ ngày 11 thắng rất nhiều thắng liên tục ngay cả KRB cũng thắng luôn nha chỉ có hai hôm nay cô đi du lịch nước ngoài á cô cầm cái điện thoại cô bấm á cô soi kèo cô không mở laptop cô soi trực tiếp tại vì mở laptop cô coi được volume cô coi được volume động cô coi được nhiều thứ lắm nhưng cô cầm điện thoại cô soi các bạn thì cái kèo trb vừa rồi á có dính 3 lần 2 lần 3 lần SL và bắt đầu cô nó dùng cái đó lợi dụng cái đó lên nó công kích các bạn thấy đề tiện không vậy thì bao nhiêu anh em ở bên trên mà đã từ ngày 11 đến bây giờ ăn ngập mặt cô cũng sổ cho các bạn thấy rồi họ thắng họ ít hai ít bốn tài khoản đó. họ thắng ngập mặt có đủ loại kèo hết thắng ngập mặt cả <laughs> KDB đúng chưa xong rồi chỉ có hai hai ba kèo xịt đã bắt đầu mấy thằng nó 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 ghen tất ở nó phá hoại nó lên á nó mới lên nó cầm mấy này cầm mấy nọ Chứ trong nhóm phiên không có đứa nào nói như vậy đó, trong group viêm đứa nào nó nói như vậy đó. Có chăng của nó các bạn á là nếu mà một những cái đứa mà nó ra nó ra vừa rồi bị cháy là một là nó vô group channel Marine. Nó lấy kèo, thì nó đi đánh bên nền tại vì Binance mới không giới hạn volume, nó muốn đánh bao nhiêu nó đánh cho nên nó cháy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao rất là nhiều người thắng, người ta thắng liên tục. Chúng ta thua chúng ta nên tự coi lại chúng ta tự ừ, coi lại cái quản lý vốn chúng ta ngày xưa có kể các bạn câu chuyện <laughs> sáng vậy giọng hơi bị khàn ngày xưa cử thời mà 2016 2015 2016 chúng tôi có mấy anh em mặt pin chúng tôi với mấy anh em cái thời theo eo đó có một cái group riêng group đó có 17 người à trong đó mà tôi nói ra chắc các bạn việt mình bây giờ có nhiều nhiều anh em tên tuổi cũng hoạt động thời đó không tiện nói ra bây giờ mỗi người có kênh có kênh riêng hết rồi mỗi người có kênh riêng hết rồi mỗi người thành danh hết rồi cái thời đó thì vui lắm có cái ông ông đánh bằng reaction có cái ông ông đánh bằng indicator là Ichimoku đó. đó, cũng có ông đánh Sonic R Mỗi ông đánh kiểu thì thì mỗi ông hay hay cãi hay gây với nhau ví dụ có ông thì nhận định xu hướng lên có ông nhận định xu hướng xuống có ông thì cho bay có ông cho sell tại vì sao có ông cho bay thì ông coi trên cái xu hướng chính ông bài nhưng có cái thằng mà nó lướt sóng nó đang ở nhịp sóng điều chỉnh thì nó phải cho sell bắt đầu nó ngồi nó cãi nhau xong rồi bắt đầu cái coi của cá nhân của mấy ông nó có mấy ông nó lên mấy ông mới nói là cái phương pháp giao dịch của tôi đang chiếm 70% mươi phần trăm thắng tám mươi phần trăm thắng hai ông ngồi cãi với nhau vui lắm hai ông ngồi ngồi gây nhau trên rúp luôn sau này cái rúp nó nát mẹ nó ao mẹ nó anh em ao hết cô ao luôn rồi cái rúp đó của một cái bạn bạn nó lập ra xong mấy anh em thời đó hoặc họ, họ có trình họ có trình đo nhảy vô tại vì lúc đó họ hoạt động bên cộng đồng cặp nhau nó cộng đồng không có kiến thức nhiều như bây giờ đâu bây giờ là kiến thức nhiều đó thì cái lúc đó mấy ông nó ngồi gây nhau ừ tỷ lệ thắng của tôi đang là 8 trên 10 tỷ lệ thắng tôi là 7 trên 10 họ okay, họ gây với nhau và có lúc tôi mới hỏi mọi người trong đó tôi nói với anh em bình tĩnh xin phép cho tôi hỏi cái tỷ lệ thắng 7 trên 10 của bạn tỷ lệ thắng của bạn 8 trên 10 vậy có gọi là hệ thống giao dịch chưa những người đó nói là hệ thống giao dịch tỷ lệ thắng thì câu hỏi cái cô nói vậy vậy câu hỏi thứ hai là cuối cùng tổng thể sau một tháng sau ba tháng là một quý á tài khoản các bạn có dương không tài khoản anh em mình dương không <laughs> họ họ đều nói với tôi là tài dương á mà không biết đúng hay sai thôi nhưng mà họ điều nói cả khoản dương tôi mới nói cái tôi mới một cái hệ thống giao dịch á nếu mà một cái hệ thống giao dịch mà bạn ra 10 kèo bạn thắng 7 kèo 8 kèo chưa gọi là hệ thống giao dịch mọi người ngạc nhiên tại sao hỏi là tại sao chưa gọi là hệ thống giao dịch tôi nói tại vì với quan điểm của tôi á một cái hệ thống giao dịch mà các bạn làm sao các bạn anh em đánh mà 10 kèo anh em thắng 7 kèo 8 kèo 7 kèo 8 kèo đó xanh 2, 3 kèo đỏ các bạn thắng thì là rất là bình thường rất là bình thường hiểu không ạ à? khi nào mà 10 10 lệnh mà các bạn ra mà các bạn đỏ 7 lệnh 8 lệnh xong rồi các bạn thắng là một lệnh hai lệnh các bạn thắng lại rất nhiều lần thì cái đó mới là hệ thống giao dịch ổn tại sao là tại vì chúng ta một cái của nó đơn giản thôi các bạn đi thi đi thi lớp đi thi đi, thi cấp 2 cấp 3 đại học gì đó các bạn đi thi 7 điểm 8 điểm các bạn đậu rất là bình thường thằng điên đi thi 7 điểm 8 điểm mà không đậu mới là mới là bất bình thường một thằng mà đi thi 7 điểm, 8 điểm nó không đậu mới là bất bình thường chúng ta đi thi 7 điểm 8 điểm chúng ta đậu rất là bình thường nhưng nếu như mà chúng ta đi thi 7 điểm 8 điểm chúng ta đi thi mà chúng ta chỉ có 2 điểm 3 điểm thôi mà chúng ta vẫn đậu cái đó mới là trường thắng lớn hơn một hiểu vấn đề chưa cho nên các bạn thấy cô cô xịt hai kèo ba kèo cô cho SL hai kèo ba kèo TRB ngày hôm sau cô ăn là bốn năm ngàn đô cô số lệnh mà cô đâu có cô đâu có chơi đâu cô chụp hình màn hình cô số lệnh và cô nhắn bên trên là mở riêng cô hỏi các bạn <laughs> suy nghĩ kỹ về trường thắng lớn một cho nên hôm nay cô làm cái clip này cũng như là tặng cộng đồng để mấy anh em chúng ta suy nghĩ thật là kỹ chúng ta mất rất là nhiều thời gian vô những cái group những cái kênh để chúng ta tìm kèo này kèo nọ nhưng cuối cùng dù cho các bạn có tìm được một cái kênh như Ricky Trading có tỷ lệ kèo thắng 8 trên 10, 9 trên 10. Sau khi chỉ cần thua một hai kèo các bạn vẫn thua, các bạn vẫn vẫn thang, vẫn khóc cháy. Thì các bạn phải coi lại các bạn thật sự. Và tôi nghĩ các bạn đừng nên chơi nữa. Có những cái kênh mà tỷ lệ kèo thắng như vậy, hỗ trợ indicator như vậy, có nhận định vừa học trên đó. Tất cả đều free, chỉ mỗi có một cái là các bạn ờ ừ, các bạn các bạn nhận của người ta thì các bạn cũng phải cho người ta một cái gì đó đó là một cái sự thể hiện tri ân Các bạn đăng ký dưới đường link của người ta Còn cái đám bên ngoài Cái gì nó cũng muốn lấy Có có mỗi một cái nó, nó cho đi nó không biết Đăng ký dưới đường link nó bảo là red Nó bảo là lùi gà nó bảo là bảo đây nọ Vậy thì nếu như chúng tôi không có ràng cái đường link đó Thì thằng nào cậu ngầm nó cũng vô hết Xong nó lấy kèo nó bán Nó đi phát cộng đồng Nó đi phát RKT Nó lấy cái đó nó đi bán rút vip Vậy có phải nó lấy chiếc xám của chúng tôi Nó đi kinh doanh bất hợp pháp Một cái không không đúng với cộng đồng không Vậy có phải là tôi chúng tôi đang tiếp cai cho nó hay không? Mà nhiều khi dù chúng tôi không chửi, không làm như vậy, nhiều khi mấy ông khác lại nói là ở à, cho đi cho free như vậy, xong rồi tự động thằng khác tự động chính Rickett ra ra mở một cái trend thu phí, rất là phải phải mang tiếng không? Cho nên một cái vai trò quản lý như chúng tôi á, nhất là những kênh lớn bắt buộc chúng tôi phải làm chặt chẽ để không bị thị phi. Nhưng cái đám ở dưới nó ngu lắm nó không biết. Nó dốt lắm nó không biết. Nó mới nhìn ra, tại vì nó bao giờ nó làm admin nó nó biết nó làm làm sao nó có góc nhìn như, như như những cái người admin chúng tôi mà nó biết cho nên quay lại câu nói các bạn suy nghĩ về điều đó tại sao có những cái người mà người ta chế ba lệnh bốn lệnh người các thắng lại một lệnh hai lệnh tổng tài khoản có lên rất nhiều trong khi chúng ta đánh chúng ta thắng 7 kèo 8 kèo chúng ta thua là một hai kèo chúng ta chắc admin này chúng ta chửi trời chúng ta chửi cz chúng ta chắc này người nọ cho nên vừa rồi tôi mới nói cái, hai cái buổi zoom vừa rồi của bạn của bạn admin phong mà tôi nhờ bạn đó về đào tạo cho anh em bên bên channel marine đó, bên channel học viên á, là hai cái buổi cực kỳ giá trị, là hai cái buổi cực kỳ giá trị, hai cái buổi đó học về lý thuyết cao là những cái cơ bản cái nền cơ bản nhất, nếu mà các bạn không lý thuyết cao rồi á, không cấu trúc thị trường rồi á, các bạn sẽ không biết được fibonacci chắc chắn không vẽ được, vẽ lung công hết, mà không vẽ được Fibonacci các bạn sẽ không lên được cái cần bậc thứ ba là Elliot mà không đạt được Elliot rồi các bạn không thể nào mà các bạn học thông qua được cái quyết cọt và, v... và quyết cột và VSA được ấy. đó là đỉnh cao level số 4 qua lên level số 4 rồi các bạn mới lên cái level số 5 đó là học về chim kinh học gen nó đi từng cái cung bậc như vậy bây giờ mấy đám cộng đồng hoặc là mấy anh em học viên mới còn lẫn quẩn chưa thông lý thuyết đau có chút thị trường Fibonacci, Elliot, những cái đó chưa lên được thì làm sao mà học học cao lên được. <laughs> Nó có mắc xích với nhau. Không biết lý thuyết ra thì làm sao biết để vẽ được Retracement, Fibo Retracement hay là X-extension. Không phải được Fibo thì các bạn làm sao mà biết được cái sóng điều chỉnh của Elliot. Không biết được Elliot thì làm sao hiểu được tâm lý đám đông của những cái nhịp sóng điều chỉnh đó để phân tích cung cầu của VSA và Wyckoff. Tất cả là mảnh ghép. Cho nên có làm cái clip này để để cho các anh em cộng đồng tự có câu trả lời những cái đứa vừa rồi mà chỉ vì một vài kèo trb mà cháy mà bị là các bạn đang rất có vấn đề là một cô nói chắc chắn các bạn luôn <laughs> cô nói là bên cái đám mà nó nó đầm nó đâu biết biết đau đâu nó mới nhìn ra hệ thống giao dịch nó không biết những cái đứa mà nó găng tức ở nó vô lên trên nó, nó nó phá nó comment gì đúng không cô nói có đúng hay không cô giải thích như vậy có đúng hay không đúng hay không cô để cho các bạn comment ở dưới cái clip này nha. Ok ha Giờ cô đi ăn Thật ra không có rảnh để đi Đi đôi co với tụi nó Nhưng bởi vì á Nó có cái kiến thức trong đó Cho nên cô phải làm cái clip này Cô chia sẻ để các bạn hiểu Về hệ thống giao dịch Ở bên cái General Marine Cô có chụp cái hình Tôi có nói các bạn Bên General Marine Cô có nói với anh em là Khi mà cô xô ra mấy cái lệnh thắng Hai ba ngày, ngày vừa rồi Cô nói là Các anh em hãy suy nghĩ thật là kỹ về các hệ thống giao dịch tại sao có những nếu mà các bạn thắng 7 kèo 8 kèo mà các bạn thua là một hai kèo các bạn vẫn thua thì thôi các bạn nên coi lại các bạn nên nghĩ đi đừng có chơi nữa nó rất là nguy hiểm đây nè nhìn xem nhìn xem anh em ở trên nào nữa. đây hôm qua một cái lệnh có ăn 4.000 và trước đó một cái lệnh 1.000 tư nữa tổng cộng là ăn tổng cộng là 4431 và 1426 tổng cộng là 6.000 ăn hai lệnh được 6.000 trong khi cây của nó maximum 500 đô à tôi cho cháy luôn ba lệnh có ngàn rưỡi à, mà chưa kể là cây rv của SL rồi à. nên trên cô hôm qua hôm 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 đó cũng mới soạn một cái bài có nói là hiểu vì sao tổng luôn dương không bởi một khi lực tay của bạn 20 bạn tự hạ xuống 23 thì bạn sẽ đánh rất là nhẹ nhàng. Dù có thua vài lệnh cũng tự tin lấy lại market trong khi một số tên núp trong cái giếng thì làm sao mà hiểu được bầu trời xanh bên ngoài. Thấy thiên hạ SL vài lệnh quên mức nghĩ ai cũng giống như mình, đẳng cấp nó cách biệt rất là xa. Hả? Có biết trên đó. Suy nghĩ về cái việc đó. Tại vì sao chúng ta cháy? chúng ta chúng ta thắng bảy lệnh tám lệnh xong tại sao chúng ta thua một hai lệnh chúng ta cháy là bởi vì lực tay của chúng ta là hai chục chúng ta thắng liên tục chúng ta nghĩ chúng ta giỏi chúng ta nâng lên là bảy chục năm trăm chúng ta đánh cho nên chúng ta thua là 1 lần chúng ta chết còn những cái người mà đã đi săn mồi sống sống lâu năm giống như mấy anh em mặc minh chúng tôi tôi nói các bạn lực tay chúng tôi tôi cần đánh một cái lệnh năm 000 đô của ít 50 chục btc là bình thường cho nên khi mà quay lại những cái những cái kèo mà đánh 200 300 500 thậm chí 1000 của nó các bạn cháy nó rất là bình thường như cái đánh lười SL là thật luôn á đánh làm biến SL lắm tại vì đơn giản tại vì tỷ lệ thắng của chúng tôi nó đã cao rồi có nghĩa là chúng ta đã có tôi đã có cái số lượng rồi sau đó cô đi tôi đi ràng cái chất lượng còn cộng đồng đám đông bên ngoài nó chưa có cái số lượng có nghĩa là nó chưa phân tích được cái tỷ lệ 10 kèo thắng 7 kèo 8 kèo nó chưa có số lượng cho nên nó đánh nó on in nó đánh nó không rút vốn không rút lại cuối cùng nó cháy còn những cái người mà là đánh lâu lâu năm rồi họ đạt cái số lượng rồi họ chỉ cần họ siết lại cái chất lượng là quản lý vốn tốt ví dụ như cái lực tay chúng tôi bây giờ là 30.000 đô 50.000 đô thì bây giờ quay lại đến 500 có xanh có có đỏ một vài lệnh cũng vui vẻ trả sao cả thậm nó thật luôn thả thả luôn không hết lời thả luôn tại vì cháy 500.000 á canh kỹ lại tập trung lại canh kỹ lại thật là kỹ đi một cái lệnh volume lớn ăn làng lệnh ăn lại hết xong reset lại đánh 500 tiếp tôi chỉ các bạn một cái chiêu mà ngày tết á tôi mà hay chia đánh bài với người thân tôi á họ ớn lắm đánh bài cào á những cái chiêu này tùy cái trò game nha cái chiêu này các bạn đánh đánh, bên 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 mà các bạn phải kết hợp bạn lấy vốn tại vì nó tính phí nữa nó tính phí tính đủ lại đó. ví dụ đánh bài cào các bạn đặt hai ngàn hai ngàn đồng thua đặt 4 thua thì nhân 2 lên đặt 8 thua nữa đặt 16 thua nữa đặt 32 nếu như thắng thì cờ 32 bạn ăn được 32 bạn rút lại bạn quay lại bạn đánh, đánh 2.000 đồng bạn đánh cờ đó bạn đánh bài cào đó, đánh ba lá đánh, đánh cờ đó bạn bạn không có cờ nhà cá không có cờ họ ăn tiền của bạn nhưng bù là bạn phải có một cái vốn rất là dày và bạn chấp nhận đánh 2.000 đồng bạn phải có vốn là ít nhất là 2 triệu và bạn chấp nhận mà đánh 2.000 đồng thì bạn sẽ có trường thắng lớn hơn một nó giống như cái việc là cái vốn của tôi của các bạn thấy không có thô một cái cô đi một cái, cô đi một cái lệnh năm 000 năm 000 ngàn hai bình thường có ăn lại các cái xanh hết rồi cô quay lại cô đánh nhỏ lại cô quay lại cô đánh nhỏ lại canh kỹ chút ăn nhưng đám đông nó có làm được hay không là bởi vì đám đông cái lực tay nó bao nhiêu nó chưa hết bấy nhiêu à lực tay nó bao nhiêu nó chưa hết bấy nhiêu à vốn nó hai chục ngàn mà kêu nó đánh hai trăm nó không đánh nó nói cái trình của em 20 ngàn đô mà anh kia em đánh 200 Cái đầu nó lúc nào nó cũng ngước lên gì nè Nó không nó không có biết cuối xuống Cho nên hỏi sao nó thua Đúng không các bạn Cho nên cô nói cô, cô, làm cái clip này Nếu các bạn cảm thấy nó hay và giá trị Các bạn vui lòng các bạn xe giúp tôi Cô mang ơn các bạn Tại vì sao? Kiến thức là một cái rất là vi diệu. Các bạn cho đi các bạn nhận về rất nhiều trong suốt 5 năm nay hơn 5 năm nay cô làm ở dưới cái trading cô phát hiện ra những cái mà cô âm thầm cô chia sẻ cho cộng đồng và ngày hôm nay cô nhận về rất rất nhiều mặc dù trước đó cô không kỳ vọng nhận về của nói thật các bạn cô nhận về với cái hình thức này hoặc hình thức khác cô nhận về với cái kiến thức kiến thức cô cũng gia tăng rất là nhiều cho nên nếu như các bạn chia sẻ những cái clip này các bạn đi cho đi những kiến thức của nó các bạn các bạn nhận về không ít đâu tin cô đi nó là nhân quả đó ok ha còn mấy thằng ghen tức ở của nó các bạn đời 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 mấy ông á không bao giờ an được tâm mấy ông cũng an tại vì mấy ông không dành thời gian để phát triển giá trị bản thân mấy ông dành thời gian để đi soi gói để đi chờ để đi rình núp gầm giường xem người ta lệnh xanh thì núp ở đó im không dám nói thấy người ta có lệnh đỏ là ngôi lên hú lên chu lên cái thì hỏi làm sao dành thời gian để làm mấy cái việc vô bổ đó làm sao đời khá được ok không thôi ba anh em nha mới mới ngủ dậy giờ này ở bên Trung Quốc ở bên Trung Quốc giờ này 9 giờ sáng thì chắc ở Việt Nam là 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 8 giờ ba anh em nha thấy clip hay nhớ xe nha xe cái này ra cho nhiều người được biết nhiều người được hiểu cái vấn đề này để những cái người mà đang thua đó, họ suy nghĩ họ suy nghĩ họ cải thiện cái phương pháp giao dịch của họ để họ hiệu quả hơn ok ha ba anh em